thỏa theo nguyện vọng của rất rất nhiều anh chị em hỏi mình về chiếc Hyundai Custin anh chị em nhá, một chiếc MPV của Hyundai. Thực ra thì mình cũng đã lên video về chiếc xe này tương đối là nhiều rồi, nhưng mà mình chưa lên chi tiết về một cái phiên bản nào cả. Và mình nhận thấy là có nhiều anh em hỏi mình về cái phiên bản ở giữa, đấy là phiên bản đặc biệt. Thì trong video này mình sẽ show cho anh em chi tiết luôn về thông số kỹ thuật, ưu nhược điểm của chiếc Custin phiên bản 1.5 AT đặc biệt, tức là phiên bản ở giữa. Đồng thời là mình cũng update cho anh chị em nhà mình về cái chính sách bán hàng của dòng xe Hyundai Custin phiên bản đặc biệt trong cái thời điểm này như thế nào, lăn bánh khuyến mại trả góp ra sao. Mời anh chị em chúng ta hãy cùng nhau xem hết video. Đầu tiên để nói về chiếc Hyundai Custin tại Việt Nam, đây là một trong những cái chiếc xe mới tinh thuộc phân khúc mới tinh tại thị trường Việt Nam luôn anh em nhé. Custin nó nằm trong phân khúc MPV cao cấp 7 chỗ và hiện tại thì nó chỉ có một duy nhất một đối thủ, đấy chính là chiếc Toyota Innova phiên bản mới nhất. Custin tại Việt Nam sẽ được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm phiên bản 1.5 tiêu chuẩn, 1.5 đặc biệt và 2.0 cao cấp. Anh em lưu ý giúp mình tất cả 3 phiên bản này đều là máy turbo hết nha. Trong đó rõ ràng phiên bản 2.0 turbo cao cấp thì nó sẽ rất bốc nhưng nó sẽ ăn rất nhiều nhiên liệu. Hai phiên bản còn lại là 1.5 turbo tiêu chuẩn thì chắc chắn là sẽ cắt tương đối nhiều option. Chỉ có phiên bản duy nhất, đấy là phiên bản 1.5 turbo đặc biệt thì được anh em quan tâm rất nhiều. Và hầu như đây cũng là phiên bản mà nhiều anh em hỏi mua nhất. Về cơ bản thì cả ba phiên bản này nó sẽ giống nhau về hình thức thiết kế này, về động cơ, hộp số, hệ dẫn động, mà nó sẽ chỉ khác nhau về trang bị thôi anh em nhé. Đối với chiếc Custin nó sẽ dài xấp xỉ 5 mét luôn anh em ạ, và khoảng sáng gầm cũng lên tới 170 Nm, không hề thấp một chút nào đâu anh em nhé. Chiều dài cơ sở là 3.055 mm, có nghĩa là khoang không gian nội thất của nó sẽ cực rộng, đúng tiêu chuẩn của một chiếc MPV. Đối với phiên bản đặc biệt này thì sẽ được trang bị khối động cơ Smartchim 1.5 turbo đi kèm hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước và sẽ cho công suất tối đa là 170 PS và 253 Nm. Với khối động cơ này thì nó sẽ tiêu tốn của anh em mình khoảng tầm 10 lít cho 100 km trong đô thị, và nếu đường ngoài đô thị thì nó khoảng tầm 6 lít thôi anh em nhé. Về thiết kế ngoại thất của phiên bản 1.5 đặc biệt này thì sẽ sử dụng đèn chiếu sáng hoàn toàn là đèn LED hết. Bộ la răng cũng là 18 inch giống như trên phiên bản cao cấp nhất. Đồng thời đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động, xi nhan trên gương, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện, đèn hậu LED, tất cả thì được trang bị cực kỳ đầy đủ luôn anh em nhé. Cùng với đó, phiên bản này cũng đã có cửa sổ trời đôi rồi, không phải là cửa sổ trời panorama nhưng nó là cửa sổ trời đôi 2 ô anh em nhé. Còn về khoang không gian nội thất thì nó sẽ tương đồng như trên phiên bản cao cấp nhất, tức là chúng ta sẽ đều có ghế và vô lăng bọc da hết đầy đủ. Màn hình giải trí sẽ là 10,4 inch, rất là lớn. Màn hình phía sau vô lăng là 4 inch, sẽ bao gồm cả 6 loa, ghế lái, ghế phụ thì là chỉnh điện hết luôn anh em nhé. Nhưng phiên bản này thì sẽ không có nhớ vị trí ghế lái và cũng sẽ bị cắt đi là làm mát và sửa cho hàng ghế trước. Tuy nhiên thì toàn bộ hàng ghế sau sẽ giống hệt như trên phiên bản cao cấp, đấy là sẽ được chỉnh điện 10 hướng và có thư giãn luôn anh em nhé. Cùng với đó thì sạc không dây ở hai hàng ghế này, làm mát sửa hàng ghế sau có đầy đủ hết luôn. Và cửa trượt điện thông minh sẽ áp dụng cho cả hai phiên bản. Tuy nhiên đối với phiên bản này nó sẽ khác phiên bản cao cấp nằm ở tính năng an toàn nha anh em. Đối với chiếc xe này thì tính năng an toàn nó sẽ dừng lại ở mức độ thông dụng nhất thôi, còn nó chưa được trang bị gói Hyundai Smart Sense giống như phiên bản cao cấp, tức là chúng ta sẽ có Cruise Control này, có chống bó cứng phanh, có khởi hành ngang dốc, có cảm biến áp suất lốp, có camera 360, có phanh tay điện tử Auto Hold, có 6 túi khí. Nhưng tất cả các trang bị như là hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, giữ làn đường và phòng tránh va chạm khi lùi thì sẽ đều không được trang bị trên phiên bản 1.5 đặc biệt này. Nếu anh em quan tâm về những cái tính năng an toàn thông minh như vậy thì anh em có thể cân đối lên phiên bản 2.0 cao cấp anh em nhé. Và đối với chiếc 1.5 turbo đặc biệt này thì anh chị em nhà mình sẽ có tổng cộng 6 màu sắc, bao gồm trắng, bạc, xanh lục bảo, đen, xám kim loại và xanh bóng đêm. Thực sự đây là một trong những chiếc xe mà Nghĩa nghĩ là nó sinh ra để dành cho gia đình, đặc biệt là hàng ghế thứ hai luôn anh em nhé. Ngồi nó rất sướng, thoải mái và cái cảm giác lái này rồi là cái sự thoải mái tiện nghi trong cái không gian rộng rãi, đây là điều mà cảm nhận rất rõ. Và cũng xin chia sẻ với cả nhà là Nghĩa đã từng trực tiếp sử dụng mẫu xe này trong vòng khoảng 3 tháng rồi nhá. Và thực sự thì gần như không có điểm gì để chê, chỉ mỗi cái là không đủ tiền để mua thôi, nên sau đó thì mình lại phải bán lướt qua tay một người khác, hơi đáng tiếc. Trên đây thì mình vừa show cho anh em về thông số kỹ thuật rồi, và bây giờ thì mình sẽ đến một phần mà chắc chắn rất nhiều anh em quan tâm, đấy chính là mức giá.
Hiện tại thì chiếc Hyundai Custom 1.5 đặc biệt này sẽ được niêm yết mức giá là 915 triệu và ở thời điểm này nếu anh em mua xe thì sẽ được giảm 26 triệu trừ trực tiếp vào giá bán. Ngoài ra thì anh em sẽ được tặng kèm thêm một cái thẻ dịch vụ bảo dưỡng 20 triệu và gói phụ kiện nha. Anh em sẽ chỉ còn thanh toán thực tế là 889 triệu thôi và nếu lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 027 triệu, tại Sài Gòn là 1009, tại các tỉnh thành thuế 12% sẽ là 1007 và tại thành thuế 10% sẽ là 989 triệu. Và anh em sẽ được vay trả góp tối đa là 711 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe trong vòng 8 năm. Anh em có thể vay ít hơn và vay ngắn hơn, cái đó là do tùy thuộc vào anh chị em. Nếu ở Hà Nội thì chuẩn bị trước giúp nghĩa là 335 triệu, tại Sài Gòn là 316, tại cái tỉnh thành thuế 12% là 315 và tại thuế 10% sẽ là 296 triệu. Và hàng tháng cái tiền gốc cố định của mình nó sẽ rơi vào 7,4 triệu, còn tiền lãi tháng nào cao nhất thì là 5,3 triệu anh em nhé. Và nó sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Có nghĩa là hàng tháng ấy mình trả cả gốc cả lãi rơi vào khoảng tầm hơn 12 triệu một chút. Mình vừa show cho anh em tất tần tật về Hyundai Custom 1.5 đặc biệt rồi. Và nếu anh chị em mình có nhu cầu tìm hiểu về phiên bản này thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline mà Nghĩa đã đính kèm trên video để có cái thông tin chính xác nhất về khuyến mại này, về bảng lãi, về cái bảng trả góp hàng tháng. Ngoài ra, nếu anh chị em quan tâm về những mẫu xe khác thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline Nghĩa đính kèm trên video nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.